chào, Quỳnh Như và Thế giới Công nghệ đã quay trở lại rồi đây Và trong tập phát sóng ngày hôm nay thì Thế giới Công nghệ sẽ có rất là nhiều những câu chuyện Và những điều thú vị hấp dẫn muốn gửi đến quý vị và các bạn Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé SSD trên MacBook M1 gặp lỗi Smartphone gặp của Google có thể ra mắt trong năm nay Thẻ thông hành EATA Travel Pass sẽ bắt đầu được sử dụng trong tháng 3 Liên minh huyền thoại tốt chiến ra mắt tướng Katarina cùng hàng loạt nhóm skin mới Góc nhìn công nghệ Samsung và Apple kẻ chiến thắng dần lộ diện Tech Story, những tựa game hấp dẫn nhất mọi thời đại Ở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là các tin tức về nhà táo. Theo thống kê của hãng phân tích thị trường Omdia thì dòng iPhone 11 chính là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong năm 2020 với 64,8 triệu máy được bán ra. Xếp sau iPhone 11 cũng là hai cái tên của nhà táo là iPhone SE 2020 và iPhone 12. Điều này cho thấy sức hút của táo khuyết là rất lớn, đặc biệt là dòng iPhone 12. Dù ra mắt vào dịp cuối năm nhưng doanh số bán ra vẫn rất lạc quan. Một lãnh đạo của hãng phân tích thị trường này nhận định Apple vẫn đang chiếm vị thế lớn trong thị trường smartphone. Thống kê của hãng cũng cho thấy Samsung đang gặp khó trong việc tiếp cận người dùng với các dòng máy cao cấp, nhất là khi không có mẫu Galaxy S hoặc Note nào xuất hiện trong danh sách 10 smartphone bán chạy của năm. Thay vào đó là những sản phẩm tầm trung như là Galaxy A51, Galaxy A21s vào cuối năm ngoái Apple đã ra mắt tới tận 4 chiếc iPhone mới, tuy nhiên số phận của các sản phẩm này lại không hề tương đồng. Nếu iPhone 12 hay iPhone 12 Pro Max được nhiều người săn đón thì iPhone 12 mini lại bị nhiều thị trường ghẻ lạnh. Rõ ràng là so với một mức giá không quá chênh lệch nhưng lại được sở hữu một thiết bị có màn hình to hơn thì tất nhiên đa số đều sẽ chọn mua iPhone 12 và bỏ qua phiên bản mini rồi. Tưởng rằng việc doanh số thấp sẽ khiến Apple thay đổi chiến lược trong năm nay nhưng tin đồn thì lại khác. Theo chuyên gia rò rỉ John Broser cho biết, chúng ta sẽ vẫn thấy một chiếc iPhone mini vào cuối năm nay. Thậm chí nhiều thông tin còn tiết lộ rằng smartphone của nhà táo năm nay sẽ có cùng kích cỡ với dòng iPhone 12 series, chứ không hề thay đổi. Liệu tin đồn sẽ thành sự thật hay là iPhone mới sẽ khác? Cả nhà hãy cùng chờ xem vào cuối năm nay nhé! Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến với thông tin về MacBook Mới đây, một số người dùng laptop Apple đã phản ánh về lỗi xuất hiện trên các dòng MacBook Air và MacBook Pro sử dụng chip M1 mới. Cụ thể thì người dùng đã báo cáo rằng ổ cứng SSD của họ có số lượt đọc và ghi dữ liệu quá cao chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, thậm chí có trường hợp ghi nhận chỉ số terabyte written, có nghĩa là tổng terabyte được ghi trên thiết bị ổ cứng SSD cho phép dao động từ 10 đến 13%, dù MacBook M1 chỉ mới ra bắt chưa đầy nửa năm. Tức là nếu tình trạng này không được nhà táo sớm giải quyết thì SSD trên chiếc laptop chạy chip M1 đời đầu sẽ sớm bị lão hóa chỉ trong khoảng là từ 2 đến 3 năm tới. Đặc biệt, điều đáng lo ngại là SSD của MacBook mới được gắn chết trên bao mạch, khiến việc thay thế khi gặp sự cố cũng gần như là không thể. Đồng nghĩa là nếu không tìm ra cách xử lý khi máy tới tuổi nghỉ hưu non, người dùng sẽ phải thay cả chiếc máy mới chứ không chỉ riêng ổ SSD. Tạm biệt nhà táo, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những thông tin khác thôi mọi người ơi. Sau thông tin về việc Apple đang lên kế hoạch ra mắt iPhone gặp, thì ngay lập tức nhiều chuyên gia cũng đã tiết lộ Google cũng sắp gia nhập thị trường smartphone màn hình gặp. Tiết lộ này được đưa ra dựa trên một báo cáo đến từ Hàn Quốc cho biết rằng Google nằm trong số các nhà cung cấp thiết bị cầm tay có thể nhận được tấm nền gặp lại từ Samsung Display. Chiếc smartphone này được cho là sẽ có màn hình 7,6 inch. Còn về thiết kế thì vẫn chưa có thông tin chi tiết là thiết bị này sẽ mang kiểu dáng của Galaxy Z Flip hay là Z Fold, nhưng chắc chắn là sẽ không có bản lề lộ thiên như máy của Microsoft. Năm 2020 vừa qua quả là một năm đáng nhớ của Rap, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu, khi có nhiều ca khúc được ra mắt và đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Bước sang năm 2021, nguồn nhiệt mà Rap đem lại dường như vẫn chưa dứt nắm bắt được điều này, một nhóm thuộc Facebook có tên là NPE đã vừa giới thiệu ứng dụng thử nghiệm cho iPhone được gọi là BAR. Nhóm phát triển mong muốn cung cấp cho người dùng cách chia sẻ các đoạn rap dễ dàng và nhanh chóng thông qua việc sử dụng những nhịp điệu được biên soạn chuyên nghiệp. Từ đó người dùng có thể tùy chọn hàng trăm điệu beat và quay video với lời bài hát của riêng mình. Thời lượng video tối đa mà người dùng có thể quay là một phút và tất nhiên là có thể chia sẻ lên mạng xã hội thoải mái. Hiện tại thì ứng dụng Buzz đã có sẵn sàng và hoàn toàn miễn phí trong App Store tại Mỹ. Tuy nhiên, chưa có phiên bản dành cho thiết bị Android trong thời gian gần đây chắc hẳn là mọi người đều đã nghe rất nhiều thông tin về việc là các hãng như là Apple và Samsung đang lên kế hoạch ra mắt kính thực tế ảo đúng không nào không nằm ngoài cuộc chơi đó mới đây giám đốc mảng phần cứng của Facebook Andrew Bosworth cho biết là mạng xã hội này đang cân nhắc tích hợp công nghệ nhận diện mặt người vào kính thông minh của hãng với điều kiện khách hàng có nhu cầu Điều này là chứng tỏ rằng Facebook đang tiến rất gần tới ngày ra mắt chiếc kính thông minh. Nhiều khả năng là ngay trong năm nay và tính năng nhận diện khuôn mặt sẽ là một tùy chọn có thể có hoặc là không. Loại kính mới của Facebook được tiết lộ sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR và được kỳ vọng sớm trở thành đối thủ đáng gồm của hai cái tên là Snapchat Spectacles và Amazon Echo Frames, cũng như là sản phẩm của các nhà sản xuất khác. Nói về Facebook thì mới đây, một thẩm phán liên bang Mỹ đã chấp thuận cho mạng xã hội này trả 650 triệu đô la Mỹ để giải quyết tranh cãi về quyền riêng tư với người dùng ở bang Illinois. Các bên nguyên đơn sẽ được đền bù ít nhất là 345 đô la Mỹ mỗi người. Trả lời truyền thông về vụ việc người phát ngôn của Facebook tuyên bố chúng tôi sẵn sàng đạt thỏa thuận đền bù để có thể chấm dứt vấn đề này vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng và các cổ đông của chúng tôi, về vấn đề này, một thẩm phán cho biết phán quyết trên là kết quả bước ngoặt cho thấy chiến thắng lớn của người dùng trong lĩnh vực gây tranh cãi mạnh mẽ trong suốt thời gian qua là quyền riêng tư trên mạng kỹ thuật số. Tương tự, Facebook thì vừa qua ứng dụng TikTok cũng đã phải chi ra một số tiền lớn lên tới 92 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc ứng dụng này thu thập thông tin người dùng. Trước đó, ứng dụng này đã bị kiện tại các bang California và Illinois của Mỹ với cáo buộc xâm phạm vào thiết bị của người dùng, tự ý lấy đi những dữ liệu cá nhân nhằm phục vụ cho mục tiêu quảng cáo để tăng lợi nhuận. Đơn kiện cũng cáo buộc TikTok đã cung cấp dữ liệu người dùng cho các bên thứ ba như là Facebook và Google. Mặc dù một mực phủ nhận cáo buộc, nhưng TikTok vẫn quyết định chi tiền để giải quyết vụ kiện nhằm tránh các rắc rối kéo dài. Thực tế là hiện nay việc giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư của người dùng không phải là điều mới đối với các công ty công nghệ mạng xã hội. Nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực này đã phải chịu các vụ kiện tập thể của người dùng trên toàn thế giới và hầu hết đều chọn cách giải quyết các tranh chấp pháp lý thông qua dàn xếp. <laughs> Trước thực trạng ngày càng có nhiều video chứa nội dung xấu, độc hại xuất hiện trên YouTube, nền tảng này đã bắt tay vào thử nghiệm một tính năng mới, cho phép các bậc phụ huynh sử dụng tài khoản Google để cung cấp cho trẻ quyền truy cập nền tảng này, nhưng nội dung thì sẽ được kiểm soát bởi cha mẹ. Tức là giờ đây các bậc phụ huynh có thể thiết lập sẵn những nội dung nào có thể xuất hiện, những nội dung nào không được xuất hiện trên YouTube khi trẻ đăng nhập tài khoản và sử dụng nền tảng này. Dự kiến là phiên bản thử nghiệm của tài khoản nói trên sẽ được phát hành trong những tháng tới. Nhằm thích ứng với trạng thái bình thường mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoàn hành, Hiệp hội Vận tải quốc tế sẽ đưa vào sử dụng một ứng dụng mới nhằm quản lý hồ sơ tiêm vaccine COVID-19 của các hành khách. Ứng dụng này được gọi là thẻ thông hành AITA Travel Pass và sẽ được sớm phát hành trong tháng này. Sau khi có kết quả âm tính với COVID-19, thì hành khách có thể mang theo giấy xác nhận bản cứng hoặc giấy chứng nhận kỹ thuật số được tải trên ứng dụng. Các thông tin về sức khỏe tổng quan của mỗi hành khách đã xét nghiệm hoặc tiêm vaccine phòng ngừa đại dịch sẽ được theo dõi và đăng tải trực tiếp. Ứng dụng này được ví như chiếc chìa khóa vạn năng giúp các quốc gia giảm áp lực về việc cách ly, đồng thời giúp hành khách có thể di chuyển giữa các quốc gia tự do hơn. Nào nào nào, bây giờ thì mời mọi người cùng với Quỳnh Như chuyển sang một số thông tin về game và eSports nha. Vừa qua trong buổi phát livestream tại sự kiện Space of Play của Sony nhằm quảng bá cho PlayStation 5, tựa game Final Fantasy 7 của Square Enix đã thành công và thu hút được sự chú ý từ cộng đồng. Theo tuyên bố của Square Enix, thì phần tiếp theo của phiên bản Final Fantasy VII Remake sẽ có mặt trên hệ máy PlayStation 5 vào tháng 6 năm nay với tên gọi là Final Fantasy VII Remake Interray. Đáng chú ý là Square Enix còn tiết lộ Final Fantasy VII cũng sẽ xuất hiện trên nền tảng di động với không chỉ một mà tới hai tựa game là Final Fantasy VII The First Soldier và Final Fantasy VII Ever Crisis. Hai tựa game này đều được phát hành trên cả hai nền tảng là Android và iOS rất hấp dẫn đúng không mọi người A touching reunion. Tiếp theo sẽ là một thông tin về eSports. Vừa qua, thì bản cập nhật mới của Liên minh huyền thoại Tốc Chiến đã chính thức được trình làng. Đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này chính là việc ra mắt vị tướng mới Katarina, một sát thủ đường giữa. Với lối chơi cơ động ảo diệu cùng lượng sát thương lớn vào cơn lốc xoáy, phi dao nếu không bị kèm chặt trong giao tranh. Katarina chắc chắn sẽ là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ. Chưa hết, nếu di chuyển một mình và thiếu tầm nhìn thì việc trở thành con mồi cho nữ sát thủ này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, ngay khi vừa ra mắt thì vị tướng này cũng đã sở hữu cho mình hai trang phục bắt mắt là Katarina cướp biển và Katarina hội tử thần. Ngoài ra còn có thêm một số trang phục khác như là Fizz biệt đội Omega, Prom mảnh hổ đô vật và cũng sẽ được ra mắt trong thời gian tới đó cả nhà. Vào cuối tuần trước, trận chung kết Icon Series C bộ môn liên minh huyền thoại Top chiến tiền mùa giải giữa Divina Esports và RSG đã chính thức diễn ra với thể thức thi đấu PO5, tức là đấu 5 tháng 3. Trải qua 4 ván đấu vô cùng căng thẳng và đầy cân não, đến ván cuối cùng, đội tuyển RSG đã xuất sắc đánh bại Divina Esports trong pha giao tranh then chốt ở khu vực đường rồng vào phút thứ 21 qua đó giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, trở thành tân vương của Icon Series C, bộ môn liên minh huyền thoại tốt chiến, tiền mùa giải. Sau giai đoạn tiền mùa giải này, thì các tuyển thủ ở mỗi khu vực sẽ có cơ hội tranh tài trong giải đấu Icon Series C mùa hè kéo dài 8 tuần. Đây chắc chắn là một sân chơi lớn mà tất cả các đội đều mong muốn được góp mặt để tranh tài. Hãy cùng chờ đến mùa hè để xem những đội nào góp mặt trong giải đấu và ai sẽ trở thành nhà vô địch khu vực mọi người nhé! Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Góc nhìn công nghệ để cùng tìm hiểu thêm một số thông tin rất thú vị quý vị nhé. Quý vị thân mến, năm 2020 vừa qua là một năm đầy sóng gió và biến động. Đối với rất nhiều ngành trên toàn cầu và ngành công nghiệp di động thì cũng không là ngoại lệ. Và đại dịch đã khiến cho nhiều hãng bị gián đoạn trong việc sản xuất, thiếu hụt nguồn cung, ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển thị trường. Và thậm chí là ngay cả hai ông lớn trong ngành mà chúng ta đều biết đó chính là Apple và Samsung cũng chịu cảnh lao đao ít nhiều. Tuy nhiên nếu nhìn nhận tổng quan thì có thể nói Apple đã chiến thắng trong cuộc đua năm vừa qua, đánh bại được Samsung cả về tiếng tâm lẫn doanh số. Trong năm 2020 thì những chiếc flagship của nhà Samsung như là S20, như là Note 20 hay thậm chí là Galaxy Z Fold 2 dù đều có màn ra mắt ấn tượng nhưng điều thực sự động lại trong lòng người dùng thì vẫn rất là ít đúng không nào? Đầu tiên phải kể đến hiệu năng, song song với chip Exynos, các flagship của Samsung vẫn sử dụng chip Snapdragon 865 và 865 Plus. Mặc dù đây đều là những con chip mạnh nhất mà hãng có thể trang bị vào thời điểm đó, nhưng nếu so với bộ tứ iPhone 12 được nhà táo ra mắt vào dịp cuối năm, chắc chắn hiệu năng sẽ có sự chênh lệch. Đó là chưa kể đến chiếc iPhone SE 2020 được Apple ra mắt vào giữa năm ngoái dù thuộc phân khúc thiết bị tầm trung nhưng táo khuyết vẫn ưu ái trang bị cho máy chip Bionic A13 dư sức lớn lướt hoàn toàn các đối thủ trong cùng phân khúc bao gồm cả Samsung tại Việt Nam thì từ lâu iPhone đã trở thành một biểu tượng cho sự quý phái sang trọng và đầy ma lực cuốn hút hệ sinh thái của Apple là một vòng tròn khép kín mà một khi đã tham gia vào thì người dùng sẽ rất khó thoát ra minh chứng cho điều này chính là việc không chỉ tại việt nam mà ngay cả trên thế giới mỗi năm đều có rất nhiều người đã chuyển từ hệ điều hành android sang ios còn samsung thì sao việc lựa chọn hệ điều hành android để làm đối trọng với ios là một nước đi sáng suốt của samsung điều này giúp hãng đỡ tốn công phát triển một hệ điều hành riêng và có thể tận dụng được nguồn lực cùng lượng người dùng sẵn có vào khoảng năm 2010, có thể nói là Samsung và Apple đã chính thức tuyên chiến khi hai hãng liên tục tung ra các dòng điện thoại, máy tính bảng và liên tục cạnh tranh nhau. Trải qua hơn 10 năm giằng co đến thời điểm hiện tại thì cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ này dường như đã ngã ngủ và Apple giành chiến thắng. Để trả lời cho câu hỏi vì sao lại như vậy, chúng ta hãy nhìn vào một thực tế đơn giản nhất, đó chính là doanh số bán ra. Trong năm vừa qua, dù cả iPhone 12 và Galaxy S, Galaxy Note đều bị chê bai ít nhiều về thiết kế. Nhưng khi lên kệ thì lượng tiêu thụ của iPhone vẫn vượt xa đối thủ. Chê thì chê nhưng mà người mua vẫn chọn iPhone. Còn với Samsung, người dùng chê thật và không mua cũng là thật. Đầu năm nay, dù Samsung đã tung ra một chiếc flagship mới, khắc phục được những khuyết điểm về thiết kế trên người tiền nhiệm. Thế nhưng, bất chấp những quảng cáo trên nhiều nền tảng, những món quà khuyến mại hấp dẫn, doanh số bán ra của chiếc flagship này cũng chẳng là bao. Trong khi iPhone 12 vẫn như một cô nàng đương tuổi xuân thì, rất đắt giá, thì sản phẩm của Samsung dù mới ra mắt chưa bao lâu đã phải nhanh chóng giảm giá mạnh. Điều này một lần nữa chứng tỏ sức hút của iPhone là không thể chối từ. Và đây là điều mà Samsung luôn khao khát nhưng chưa làm được. Điều duy nhất mà Apple đang thua thiệt Samsung ở mảng smartphone chính là thiết bị màn hình gập. Nếu như Samsung đã tung ra tới tận 3 thiết bị là Galaxy Z Phone, Z Flip và Z Phone 2, thì nhà táo vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thông tin về một thiết bị màn hình gập với logo trái táo cắn dở hiện vẫn chỉ là tin đồn và chưa có gì chắc chắn. Nhưng với tiềm lực tài chính và tính ganh đua cao, chắc chắn Apple sẽ sớm có động thái đáp trả đối thủ. Cũng trong năm ngoái, khi xuất hiện thông tin về việc Foxconn chuyển nhà máy sản xuất tới Việt Nam, đã có rất nhiều người hứng khởi vui mừng vì sắp được mua sản phẩm Apple ngay tại xưởng, chứ không còn phải mòn mỏi chờ đợi hàng sách tay. Nói thì là vậy, nhưng ngày đó có lẽ sẽ không còn thể đến trong một sớm một chiều, nhưng chỉ ít đây vẫn là một tin vui. Nếu như những năm trước iPhone sách tay là một mặt hàng chủ lực của nhiều cửa hàng với giá bán hấp dẫn thì năm vừa qua, thời của hàng chính hãng mã VNA đã đến. Với việc sở hữu giá bán hấp dẫn hơn cùng hàng loạt ưu đãi hậu mãi bảo hành chính hãng đã càng giúp cho iPhone khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam. Không chỉ thắng thế trên thị trường smartphone mà ngay cả chiến trường máy tính bản, Apple cũng đang chiếm phần hơn. Năm qua, nhà Samsung đã tung ra hai thiết bị cao cấp là Galaxy Tab S7 và Galaxy Tab S7 Plus với hàng loạt nâng cấp đáng kể cùng với thiết kế bóng bẩy sang trọng. Tuy nhiên, nếu xét về hiệu năng và tuổi thọ, tablet của Samsung vẫn đang bị đánh giá là kém hơn so với đối thủ iPad từ Apple. Về chiếc bút, các thao tác viết vẽ giữa hai cây bút thì thật khó so sánh, nhưng Apple Pencil mang tới cho chúng ta cảm giác là tương tự như việc cầm một cây bút chì hơn là bút cảm ứng S Pen của Samsung. Bên cạnh đó, Apple cũng trải dài phân khúc tablet của mình, nhưng vẫn đảm bảo cấu hình máy đủ sức chinh chiến trong vài năm. Đây lại là một ưu thế giúp Apple ghi điểm trong mắt người dùng và góp phần giúp táo khuyết tiến ngày càng gần hơn tới chiến thắng. Ở phân khúc thiết bị đeo, trong khi Samsung tập trung vào dòng Galaxy Watch 3 với nhiều thay đổi thì Apple dù vẫn giữ thiết kế quen thuộc, nhưng thay vào đó lại ra tới hai phiên bản dành cho hai tệp khách hàng khác nhau. Cảm tính mà nói nếu mà chúng ta xét về ngoại hình thì có lẽ Galaxy Watch 3 sẽ giành chiến thắng bởi ngôn ngữ thiết kế đầy nét sang trọng nhưng vẫn giữ chất thể thao. Đây là chiếc đồng hồ có thể dùng trong mọi hoạt động từ đi làm, nè đi chơi, nè đi thể thao hay là dự tiệc mà không sợ bị lệch tông so với đồ của chủ sở hữu. Nhưng đã nói thì uh, nếu rơi vào hệ sinh thái của Apple rồi thì việc thoát ra là không dễ dàng. Vì vậy nên dù có Galaxy Watch 3 đẹp hơn đi chăng nữa thì người dùng iPhone chắc chắn sẽ không vì vẻ đẹp nhất thời mà bỏ qua chân ái chính là chiếc Apple Watch. Mặc dù mỗi hãng đều đang có một điểm mạnh và có ý đồ chiến lược riêng trong từng sản phẩm, nhưng thực tế là Apple đang từng bước chiến thắng Samsung trên mọi mặt trận. Từng thành trì một của Samsung đang dần dần bị nhà táo xô đổ thế cạnh tranh ngang hàng hiện nay đã không còn rõ ràng như xưa trong một thế giới công nghệ luôn thay đổi theo từng ngày thì cơ hội lật ngược tình thế của samsung không phải là không có nhưng để biến điều đó thành hiện thực thì hiện tại samsung vẫn chưa tìm ra cách và nếu không nhanh chóng có chiến lược mới samsung sẽ sớm bị apple đánh bại hoàn toàn trở thành bại tướng và chuyển sang cạnh tranh với những đối thủ khác những hãng sản xuất trong cùng hệ điều hành android Xin chào các bạn đang quay trở lại với Tech Story trong thế giới công nghệ trên FBNC Vào tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua 10 cái tên đầu tiên trong số những tựa game hấp dẫn nhất mọi thời đại được bình chọn bởi Metacritic Các bạn còn nhớ ra những tựa game như thế nào hãy comment bên dưới nha Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo 10 cái tên còn lại trong danh sách 20 game này là những tựa game nào Hãy cùng Vinh Phúc khám phá ngay Tiếp tục trong phần 2 danh sách này đó là Batman Arkham City do Rocksteady Studios phát triển và Warner Bros. Interactive Entertainment phát hành cho PlayStation. Uh, PlayStation 3 nhá, Xbox 360 và cả Microsoft Windows. Game này được phát hành vào năm 2011. Với những ai đang là fan của người anh hùng, người dơi Batman thì chắc chắn là Batman Arkham City không còn là cái tên quá xa lạ rồi. Đây là phần tiếp theo của video game Batman Arkham Asylum và là game thứ hai của dòng game Batman Arkham. Tiếp bước thành công của Batman Arkham Asylum năm 2009 thì Arkham City cho phép người chơi tự do trong Gotham, thành phố bình yên trong quá khứ và giờ đây đã là nơi cư ngụ của đủ loài tội phạm trong vai người hùng giấu mặt với bộ áo choàng người dơi, người chơi sẽ chiến đấu để lấy lại trật tự bình yên cho thành phố thân yêu của mình. Với những pha chiến đấu mãn nhãn, rất nhiều bí mật để khám phá, những nhiệm vụ phụ để chúng ta hoàn thành và khá nhiều chỗ để tham quan ngắm cảnh, thì Batman Arkham City chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy nhàm chán. Và so với phiên bản đầu tiên thì Arkham City mang đến một Arkham rộng hơn, chi tiết hơn và tất nhiên là ngâu hơn nhiều. Với nhiều nhà phê bình thì Batman Arkham City được liệt vào danh sách những tựa game hay nhất từ trước đến nay. Bởi vì đây không chỉ là một tựa game có cơ chế combat bấm một nút, mà còn tổ hợp combo của tựa game mang đến cái cảm giác cực kỳ mãn nhãn chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng. Tiếp theo trong danh sách này đó là The Last of Us được Sony phát hành vào năm 2013, mình cũng đã được chơi. Với sự hội tụ của nhiều yếu tố, đó là cốt truyện có sự đường buồn hơi u ám một tí, những pha hành động kịch tính mà đến mình còn phải cảm thấy thót tim giống như mình đang được sống ở trong game với nhân vật kết hợp với lại một chút yếu tố kinh dị đã giúp cho The Last of Us đạt cái gì giải thưởng Trong game thì thế giới giờ đây đã không còn yên bình nữa rồi mà thay vào đó là những người còn sống họ phải chiến đấu với nhau để giành lại thức ăn hay là vũ khí Người chơi sẽ vào vai Joao có nhiệm vụ hộ tống cô bé 14 tuổi là Ali thoát khỏi thành phố Nhiệm vụ là tưởng chừng đơn giản này nhanh chóng trở thành một chuyến hành trình đầy nguy hiểm xuyên suốt nước Mỹ. Vũ khí trong game vô cùng đa dạng nha. Chúng ta có súng trường nè, súng ngắn, cái gã sọt kinh, đến cung tên hay là cây gọc. Âm thanh của game quá quá đã các bạn à. Chân thật, đồ họa thì tuyệt hảo cùng với là câu chuyện khá u ám. Nhất định sẽ lôi cuốn tất cả các bạn ngay từ giây phút đầu tiên. Tiếp theo ở Tech Story số trước, Halo đã xuất sắc lọt vào top những tựa game hay nhất mọi thời đại và tiếp bước đàn anh của mình, Halo 2 cũng điên tên mình vào danh sách này do Metacritic bình chọn. Tựa game này được Microsoft ra mắt vào năm 2004. Nội dung thì kết hợp giữa chủ đề bắn súng, robot và cả du hành không gian. Chúng ta sẽ gặp lại Master Chief với những vũ khí tối tân cùng chiến đấu để chống lại binh đoàn ngoài hành tinh Covenant trong một không gian rộng lớn hơn, trải qua nhiều loại địa hình để có thể bảo vệ hành tinh của chúng ta. Game có đồ họa đẹp mắt, hình ảnh trầu chúa kiểu chân thật và không hề thua kém Thậm chí là dĩ nhiên là nhỉnh hơn so với người tiền nhiệm rồi Rồi sau khi mà ra mắt Super Mario Galaxy vào năm 2007 Rất nhiều người chơi đã mong đợi nhà phát hành tung ra phần 2 Nhưng Nintendo thì vẫn luôn ấp mở và mãi tới năm 2010 Thì Super Mario Galaxy 2 mới chính thức được trình làng Câu truyện của game đơn giản, chỉ rõ cho người chơi từng thế giới với được đi và các màn chơi sau khi hoàn thành một bàn chơi thì các bạn sẽ nhận được một ngôi sao có càng nhiều sao thì chúng ta càng mở khóa được nhiều thế giới và gặp được nhiều trùng cuối khó khăn hơn để có thể thỏa mãn là thử thách vượt qua của các bạn dù những bàn chơi sẽ có các điểm checkpoint để có thể các bạn thở vào và chúng ta chơi tiếp chúng ta seo được không còn phải nơm nớp lo sợ là chúng ta phải chơi lại từ đầu nếu đang tìm một tựa game để thư giãn thoải mái thì đây chính là cái tên mà các bạn không nên bỏ lỡ nha. Và xếp thứ năm trong danh sách tiếp theo phần 2 đó chính là Call of Duty 4 được Activision trình làng năm 2007 Khác với các phần trước, Call of Duty 4 sở hữu khung cảnh hiện đại, sinh động và hiệu ứng khói lửa cực kỳ mãn nhãn bắt mắt Một điểm khá thú vị là nếu chúng ta bị trúng đàn thì chúng ta có thể dùng chút hơi tàn của mình Để có thể bắn trả kẻ thù xong rồi chúng ta mới chấp nhận gục chết Thậm chí là các bạn có thể dùng máy bay trực thăng tấn công trên cao để tiêu diệt nhiều kẻ thù cùng lúc cái hiệu ứng âm thanh trong Call of Duty 4 cũng khá chân thật Âm thanh của tiếng súng đủ lực để khiến chúng ta hơi nớt một tí, hơi căng thẳng một tí Và những vụ nổ có khả năng rung chuyển căn phòng Nếu mọi người có một nhà âm thanh phù hợp nha Nếu đã từng chơi qua từ game này thì các bạn hãy để lại một bình luận ở bên dưới Cho mình biết là cảm giác các bạn ra sao Và các bạn thấy đó là tình huống nào màn chơi nào mà các bạn cảm thấy là tích thú nhất Và thỏa mãn nhất khi được vượt qua Tiếp theo dù được Square phát hành khá lâu vào năm 2000 nhưng mà Final Fantasy 9 vẫn xuất sắc được Metacritic chấm là 94 trên 100 điểm. Final Fantasy 9 thuộc thế hệ thể loại đó là RPG, tức là game nhập vai với cốt truyện xoay quanh hai nhân vật là công chúa Garnet, người kế nhiệm ngai vàng vương quốc Alexandra và Titan, một thành viên của nhóm trộm cướp. Titan cùng với băng đảng của mình lên kế hoạch để bắt cóc công chúa Garnet. Nhưng vì một vài lý do mà cuối cùng họ lại cùng nhau giải cứu cả thế giới khỏi diệt vong. Bên cạnh đó thì người chơi cũng có thể khám phá các lục địa ngoài, lục địa mất tích và lục địa lãng quên với rất nhiều bí mật cho các bạn khám phá. Một tựa game phiêu lưu để hấp dẫn và vô cùng đẹp mắt các bạn nha. Tiếp theo đứng ở vị trí thứ 7 trong phần 2 này là Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain của Konami. Phát hành vào năm 2015, game này được người chơi đánh giá cao không chỉ về nội dung mà còn về cách chơi, lối chơi. À, thực sự nói là Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, dù là một game hành động lén lút still action, nhưng giúp chúng ta có thể làm mọi thứ mà chúng ta muốn. Từ việc các bạn lên kế hoạch tác chiến ra sao, chọn địa điểm để tấn công, chúng ta trang bị vũ khí thế nào, hay gọi ở trực thăng. Trang về cuối game thì các bạn sẽ mở quá tên được nhiều trang bị hơn và đồ họa và âm thanh của game cũng được nhà phát hành chăm chút rất kỹ lưỡng để mang đến những trải nghiệm đã nhất và thỏa mãn nhất của người chơi chuyển sang cái tên kế tiếp các bạn nha The Elder Scroll 5 Scream được Bethesda Game Studios giới thiệu vào năm 2011 nếu bạn là fan của thể loại game nhập vai hành động thì đây là một game chúng ta không nên bỏ qua nhé chúng ta sẽ bị cuốn hút ngay từ khi vào game với hình ảnh đẹp không tưởng những ngọn núi tuyết phủ lạnh giá quanh năm hoành tráng, các thành phố cổ xinh đẹp, hiệu ứng thời tiết như là mưa, tuyết rơi hay là gió thổi, sương mù đều được nhà phát hành thể hiện chân thực và sống động cực kỳ. Ngoài ra thì trò chơi có đa dạng các chủng tộc cho các bạn lựa chọn như là tộc nọ cao lớn, ọt thì như là hung hãn. Bên cạnh đó chúng ta còn bắt gặp loài voi ma mút khổng lồ đã tuy chủng hay những con rồng đầy dũng mạnh. và tất nhiên các bạn sẽ phải chiến đấu chống lại chúng hoặc là chúng ta bị làm thịt. Tất cả những điều đó sẽ làm cho người chơi cảm thấy kích thích, thú vị và có được tính tò mò phiêu lưu trong mỗi người chơi và mỗi màn chơi. Cái tên cuối cùng trong top những tựa game hấp dẫn nhất một thời đại do Metacritic bình chọn chính là The Legend of Zelda Breath of the Wild. Đây là đứa con của Nintendo phát hành vào năm 2017. Tuy nhiên, hình đáng tiếc cho nhiều game thủ đó là The Legend of Zelda Breath of the Wild. Chỉ phát hành trên hai hệ máy đó là Wii U và Switch. Mình đã được chơi trên Switch và vui. À, thực tiếc bởi vì à, không có mặt chính thức trên PC các bạn ạ. À. Dù sinh sâu nhưng tựa game này đã vượt qua rất nhiều những cái tên khác trong danh sách đạt điểm số cực cao nha, 98 trên 100. Chúng ta thử trải nghiệm game này đi bởi vì á, mình thấy đó là điểm số này hoàn toàn chính xác. Vì game mang đến cho chúng ta cả một thế giới cực kỳ lớn, bao la vô cùng. Cơ chế game quay sáng tạo và hệ thống môi trường cực kỳ đa dạng. Đô họa thực sự mà nó là đỉnh của job độc đáo lắm tất cả hòa quyện lại để mang đến những cảm giác mới mẻ khiến cho, cho người chơi chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trên chặng đường phiêu lưu của mình để khám phá cả một thế giới ảo thú vị như vậy chắc chắn là các bạn sẽ bị thế giới của Breath of the Wild cuốn hút và tiêu tốn hết hàng chục hàng trăm giờ chơi lúc nào không biết thực sự mình, mình mình đã mất rất nhiều thời gian cho game này bởi vì việc chúng ta vượt qua các nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và gần như đó là mình vẫn thường xuyên phải lên mạng để mà tham khảo các cách thức để vượt qua nhiệm vụ bởi vì mỗi lần mở ra được một thế giới mới thì câu chuyện nó tuyệt vời cực kỳ uhm, có thể nói đó là mỗi một tạo hình nhân vật cảnh quan tại game này đều sống động như là thật ngoài ra như mình đã nói đây là tựa game thế giới mở nên chúng ta có quyền được đi đến mọi nơi nhé các bạn thử làm mọi điều các bạn thích và kết quả những hành động này đôi khi sẽ khiến chúng ta bất ngờ có nhân quả nữa nha những điều này đã khiến cho hai từ nhằm chán trở nên vô nghĩa với The Legend of Zelda Breath of the Wild Và chúng ta chỉ muốn chơi tiếp, chơi mãi trong thế giới này Đấy các bạn thân mến, đó chính là những tựa game tuyệt vời nhất đã được Metacritic bình chọn Hy vọng rằng những tựa game này, nếu như các bạn đã chơi, có được những ấn tượng, những cảm xúc, những ghi nhớ Hãy comment ở bên dưới, hãy bình luận cho chúng mình được biết để chúng ta không cô đơn trong một thế giới cực kỳ thú vị như vậy. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới Công nghệ trong tập phát sóng ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn có bất kỳ những ý kiến hoặc đóng góp nào đó thì chúng ta hãy cùng nhau comment phía bên dưới nhé. Ngay bây giờ thì Quỳnh Như xin kính chào và hẹn gặp lại.